Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đầu tư Thịnh Vượng. Thì một tuần giao dịch nhiều biến động của thị trường đã trôi qua. Trong tuần thì chúng ta có yếu tố hoảng loạn ở những phiên đầu tuần và có cái yếu tố hưng phấn vào cuối tuần. Đặc biệt là trong cái phiên thứ 6, thị trường đã có mức tăng hơn 15 điểm với nhiều mã cổ phiếu tăng mạnh và có cái mức hồi phục lớn từ cái vùng chiết khấu sâu. Có mã cổ phiếu thì có cái mức hồi phục lên đến 15-20%. Vậy hiện tại thị trường có bước vào xu hướng tăng hay không? Và trong tuần và sang tuần mới thì sẽ có yếu tố biến động mạnh như thế nào, mình sẽ chia sẻ trong video ngày hôm nay. Thì theo quan điểm của mình, hiện tại thị trường vẫn đang trong xu hướng hồi phục sau một nhịp giảm mạnh. Anh chị và các bạn nào theo dõi mình thì trong video thứ 3 tuần trước thì mình cũng có chia sẻ về kịch bản hồi phục của thị trường. Tức là anh chị nhìn cái kịch bản mình vẽ là cũng có thể sẽ hồi phục lên quanh 1240, và trong quá trình hồi phục lên thì thị trường sẽ có rung lắc. Đó, cái nhịp rung lắc này là mình nhịp mình vẽ này. Và khi mà đối ứng vào với thị trường ấy thì thị trường cũng có hai phiên rung lắc luôn. Tức là sau khi mà hồi phục lên quanh 1220 này thì có yếu tố rung lắc về 1200, sau đó là mới có yếu tố là hồi phục tiếp. Thì bởi vì khi mà thị trường đi lên thì sẽ không đi lên theo hình chữ V, mà đi lên thì luôn có yếu tố rũ lại và có cái yếu tố test lại thì sau đó mới đi lên. Thì trong quá trình hồi phục của chúng ta cũng tương tự như vậy. Và cái phiên thứ tư và cái phiên thứ 6 ấy là cái phiên mà hồi phục với cái mức điểm số tăng là 15 điểm, nhưng thanh khoản đang thấp hơn so với 4 phiên hồi phục gần nhất. Bởi vì kể từ khi mà chúng ta thủng cái mốc 1230 thì chúng ta liên tục có những cái nhiên hồi phục và kéo xanh. Tuy nhiên thì cái thanh khoản của phiên hôm nay anh chị thấy là có yếu tố thấp hơn so với các phiên trước đó. Nhìn cái von xanh ấy thì anh chị thấy là hôm nay chỉ đạt thanh khoản khoảng tầm 14.000 tỷ thôi. Trong khi đó những cái phiên hồi phục trước đó là đã có cái yếu tố thanh khoản lên đến khoảng tầm là 15 cho đến 18.000 tỷ rồi. Do đó cái phiên hồi phục thứ 6 mình đánh giá là một phiên hồi phục với thanh khoản thấp thì không có yếu tố là viên mãn, tức là chưa đạt đủ điều kiện tốt của một phiên hồi phục. Vì hồi phục với thanh khoản thấp thì vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro. Và nếu như trong một cái thị trường đi ngang, đấy, ví dụ như trong một cái thị trường, anh chị thấy à, khi mà thị trường của chúng ta đi ngang này thì về biên dưới hồi với thanh khoản thấp là tốt. Đó, khi mà thị trường đi ngang hồi với thanh khoản thấp thì sẽ còn tiếp tục lên nữa, nhưng mà nhưng trong một vùng đi ngang mà thanh khoản cao thì sẽ có yếu tố rủi ro. Và ngược lại, trong một cái nhịp giảm của thị trường để xác nhận đảo chiều thì cần phải có sự gia tăng của thanh khoản ở những cái vùng chiết khấu sâu. Còn hiện tại chúng ta chưa thấy có cái yếu tố gia tăng về thanh khoản, mà hiện tại chỉ là cái việc là nhà đầu tư cá nhân giao dịch với nhau thôi và chưa có yếu tố sự tham gia của dòng tiền lớn. Anh chị có thể nhìn về các vùng đáy trước đó, như là vùng đáy tháng 9 năm 2023 thì ở cái phiên đảo chiều hay là cái phiên gọi là bùng nổ theo đà, thì cái phiên mình khoanh tròn này thì có cái yếu tố gia tăng về thanh khoản so với trung bình 20 phiên. Còn trước đó thị trường liên tục có những phiên tăng xanh điểm, và những cái phiên này được gọi là bull trap trong một nhịp giảm. Những cái phiên tăng xanh điểm này thì thanh khoản rất là thấp. Do đó anh chị và các bạn nào mà mọi người bắt đáy quá sớm hoặc là mọi người mua đúng đỉnh của cái nhịp hồi thì khi đó mọi người rất dễ là hàng về tài khoản thì mọi người sẽ bị cắt lỗ. Bởi vì anh chị nhìn này, sau cái phiên kéo xanh này thì 1-2-3 phiên sau là thị trường có cái mức giảm rất là mạnh, thậm chí là hàng về tài khoản đã âm từ 7 cho đến 15% rồi. Thì do đó ấy, cái việc mà đúng cái đỉnh nhịp hồi của cổ phiếu hay là của thị trường ấy, nó sẽ rất là rủi ro. Thế nên trong cái phiên thứ 6 tuần vừa rồi thì mình cũng có chia sẻ luôn với anh chị và các bạn trong nhóm khuyến nghị của mình này, từ cái lúc khoảng tầm là 9:56, cái lúc đấy là vẫn đang có cái yếu tố hưng phấn nhé, thì mình cũng có nói với mọi người là thị trường mở gap và tăng 6 điểm này, lực cầu AD đánh giá ở mức trung bình. Nếu như hôm nay bùng nổ theo đà thì phải có yếu tố gia tăng về thanh khoản và đạt khoảng tầm 20.000 tỷ. Nhưng đến phiên chiều thì thị trường mình quan sát cái yếu tố khoảng tầm từ 13 giờ ấy, thì không có cái sự gia tăng về thanh khoản, nên chắc chắn là không đạt đủ cái điều kiện về cái thanh khoản khoảng tầm 20.000 tỷ rồi. Và mình cũng có nói luôn đó là AD chỉ cần mua đúng thời điểm và an toàn cho tài khoản thôi, chứ không cần mua sớm. Bởi vì sau phiên bùng nổ theo đà thì có nhiều cổ phiếu vẫn sẽ tăng mạnh, nên là anh chị và các bạn thấy xanh, mọi người không cần lo là mọi người bị trễ tàu hay mọi người không mua được giá thấp. Bởi vì không cần mua giá thấp nhất, chỉ cần mua giá đúng thôi thì chắc chắn là anh chị và các bạn vẫn sẽ có lãi. Và cái yếu tố thứ hai của cái phiên thứ 6 ấy, đó là chưa có cái sự lan tỏa về dòng tiền. Anh chị và các bạn, mọi người theo dõi thì sẽ thấy là trong phiên thứ 6 chỉ dòng tiền vẫn chỉ lan tỏa ở nhóm chứng khoán do cái thông tin về nâng hạng thị trường mà thôi. Và nhiều cổ phiếu trong nhóm chứng khoán thì có mức tăng từ 2% cho đến 7%, nhưng các mã cổ phiếu hoặc là các nhóm ngành mang tính chất thị trường như là ngân hàng, như là thép này hay là như bất động sản này thì vẫn có cái yếu tố là trồi sụt. Chẳng hạn như là TCH có lúc trong phiên này giảm gần 4%, ATC thì kéo về tham chiếu, hay là một số mã cổ phiếu mang tính chất thị trường như DG tăng 1%, Phát Đạt tăng khoảng tầm 2%. Những cái mã cổ phiếu mang tính chất thị trường, những cái yếu tố mà nhà đầu tư cá nhân hay quan tâm đến thì không có yếu tố dòng tiền vào. Hơn nữa, nhóm cổ phiếu ngành thép là cái nhóm cổ phiếu mà chắc
chắc chắn phải có mặt trong những cái phiên bùng nổ theo đà của thị trường. Thì hôm nay mình không thấy có yếu tố góp mặt của anh cả Hòa Phát. Hòa Phát hôm nay chỉ tăng khoảng tầm 1,76% thôi. Còn anh chị và các bạn nhìn này, ở những cái phiên đảo chiều của thị trường thì Hòa Phát ví dụ như cái phiên này tăng 4,35%, hay trước đó là cái phiên đảo chiều này Hòa Phát tăng 4,13%, tiếp theo Hòa Phát tăng 5%, tức là Hòa Phát là một trong những cái chỉ báo của thị trường. Nếu như cổ phiếu Hòa Phát có cái yếu tố tăng mạnh và có cái yếu tố dòng tiền vào, thể hiện là dòng tiền lớn vào rồi, bởi vì Hòa Phát là cái cổ phiếu quốc dân và có thanh khoản cao, chỉ dành cho những cái nhà đầu tư vốn lớn và những nhà đầu tư tổ chức, thì khi Hòa Phát phát tín hiệu tăng mạnh thì khi đó chúng ta mới có sự yên tâm về cái sự gia nhập của dòng tiền, bởi vì chỉ đi theo dòng tiền thì chúng ta mới có thể thành công trên thị trường chứng khoán mà thôi. Còn đi ngược dòng tiền, cứ thế hồi phục nhẹ và nhà đầu tư cá nhân mua bán với nhau tăng nhẹ mà mọi người mua vào chưa có sự đảo chiều hay là chưa có sự xác nhận dòng tiền lớn tham gia thì nó sẽ rất là rủi ro. Thế nên khi mà kết hợp những cái yếu tố về chưa có sự tham gia của thép HPG, chưa có sự tham gia của DG thì mình cũng không đánh giá là phiên bùng nổ theo đà. Bởi vì mình đánh giá là khi nào tiền vào cả bất động sản, thép HPG tăng ít nhất 3%, DG cũng tăng ít nhất 3% và có trên 20 mã trần thì mới là phiên FTD. Thế nên cái quan điểm của mình về cái phiên FTD nó phải như vậy và mình đã phổ biến với anh chị và các bạn trong nhóm khuyến nghị của mình rồi. Thế nên trong cái phiên vừa qua thì nhiều anh chị cũng hỏi mua thì mình cũng chưa khuyến nghị mua vì... thứ nhất là thị trường đã hồi phục được 4 phiên rồi. Tức là nếu như mà thị trường không vượt được cái kháng cự quanh 1220, 1240 ấy, thì cái gọi là cái T cộng của chúng ta sẽ không tốt nếu như chúng ta tăng mạnh rồi mà mới hưng phấn vào mua. Đó, còn nếu như có phiên bùng nổ FTD trong tuần sau thì chúng ta mua sau thì vẫn nhiều mã cổ phiếu có điểm mua mà không lo thị trường thiếu cơ hội nha anh chị. Có thể chứng khoán tăng mạnh hết điểm mua nhưng chúng ta vẫn còn điểm mua với thép, với bất động sản hay là với vận tải hay là với dầu khí, phân đạm hóa chất. Thế nên anh chị và các bạn hoàn toàn yên tâm về cái vấn đề này. Khi nào an toàn thì mình sẽ bắt đầu khuyến nghị cho anh chị và các bạn. Mình cũng sẽ lên video về cái vùng tạo đáy hay là mình sẽ chia sẻ trực tiếp về những cái cổ phiếu và những cái điểm mua trong cái nhóm khuyến nghị của mình. Thì anh chị và các bạn nào chưa muốn tham gia cộng đồng khách hàng của mình thì anh chị có thể vào Zoom cộng đồng mình để bên dưới nhé. Còn anh chị và các bạn nào muốn tham gia về vào nhóm khuyến nghị của mình để cập nhật những cái mã cổ phiếu cũng như cập nhật chi tiết về thị trường trong phiên thì anh chị liên hệ với mình qua Zalo, số điện thoại mình để trên màn hình để anh chị và các bạn vào nhóm để cập nhật những cái nhận định của mình được sớm nhất nhé. Tiếp theo là cái kịch bản của thị trường trong tuần sau thì theo quan điểm của mình là thị trường có thể sẽ hồi lên quanh vùng 1225. Đây là cái vùng mà MA10 của thị trường này. Trước mắt là sẽ có thể lên quanh 1225 ở cái phiên trong đầu tuần, và khi thị trường lên quanh cái vùng 1225-1230 này nó sẽ có cái yếu tố ngắt ngứ và không vượt được vùng này. Thứ nhất, đây là cái vùng đáy cũ của thị trường anh chị. Đây là cái vùng đáy cũ của thị trường. Thứ hai là nó trùng với cái đường MA10. Khi mà trùng với cái đường trùng đường MA10 và MA10 đang có yếu tố là hướng xuống. Đó, tức là khi mà cái hỗ trợ trong ngắn hạn hướng xuống thì tức là thị trường đang trong cái xu hướng giảm ngắn hạn, thì lên cái vùng này sẽ gặp cái kháng cự. Nếu như thị trường mà vượt được cái vùng 1230 này thì sẽ hướng lên quanh 1240. Còn nếu như nha anh chị, còn nếu như mà thị trường mà lên quanh cái vùng 1225, 1240 mà có cái yếu tố không vượt được và dao động lỏng ở cái vùng này này, tức là sẽ có những cái nhịp kéo mạnh giảm mạnh đa sen và cái biên độ của thị trường nó lỏng ấy, thì sau đó thị trường sẽ rất dễ xác nhận là sẽ có một cái nhịp gọi là quay lại test đáy, và cái nhịp giảm sau này thì nó sẽ là giảm mạnh và sẽ khiến cho nhiều anh chị và các bạn cắt lỗ xong thì thị trường sẽ kéo luôn. Thế nên ấy là mọi người sẽ phải theo dõi rất kỹ ở cái tuần sau. Tuần sau sẽ là cái tuần quyết định xu hướng của thị trường. Còn nếu như cái kịch bản đẹp hơn của thị trường ấy là thị trường mà vượt được cái vùng 1225 này, lên 1240 này, 1240 này nó cũng là cái hỗ trợ, cái kháng cự. Khi mà thị trường gãy cái hỗ trợ thì hỗ trợ đó trở thành kháng cự và lên cái vùng này này mà cũng có cái yếu tố là biến động lỏng lẻo anh chị. Biến động lỏng lẻo nó sẽ giống như cái giai đoạn này này, cái đoạn tháng 9 năm 2023 này, biến động lỏng lẻo này, anh chị thấy không? Đó, lên cái vùng kháng cự này, đó xong là cái yếu tố biến động lỏng lẻo này, liên tục có những cái phiên giảm này, hồi thanh khoản thấp này, đó, hồi với thanh khoản rất là thấp nhé, ở cái vùng này hồi thanh khoản thấp này, sau đó là biến động rất là lỏng này thì thị trường sẽ còn tiếp tục rơi nữa. Đó, hồi này, hồi nhưng không vượt được MA10 này anh chị, đó, thanh khoản rất là thấp này thì có yếu tố giảm tiếp, sau khi mà giảm xong thì mới có yếu tố là dòng tiền vào. Thế nên ấy, là thị trường của chúng ta nó sẽ hơi tương tự như một chút như cái giai đoạn trước đó, vì là sẽ giảm thêm vì trong một xu hướng giảm là sẽ có 2-3 nhịp giảm. Hiện tại thì chúng ta đã có 2 nhịp giảm rồi. Nếu như mà theo cái gọi là cái lý thuyết là sẽ có 3 nhịp giảm thì rất dễ thị trường sẽ lên 1240, sau đó sẽ có một nhịp giảm nữa và tạo đáy. Còn tích cực hơn ấy, tích cực hơn nha anh chị, là thị trường có yếu tố là vượt được 1240. Khi mà thị trường vượt được 1240 này ấy, thì sẽ có yếu tố là quay lại test lại thì lên 1250, 2050, 2054 này nó cũng sẽ là kháng cự này, có yếu tố test lại này và test về quanh 1225x.
đó, test được quanh mùng vùng này mà không thủng này, thì thị trường sẽ có xác suất tạo mẫu hình vai đầu vai. Thì đây là cái kịch bản tích cực nhất của thị trường, thì mình cũng không không quá là lạc quan cũng như không quá bi quan vào thị trường, mình vẫn giữ cái quan điểm là trung lập. Mình sẽ đưa ra kịch bản cho anh chị, và khi mà thị trường đi theo kịch bản nào thì chúng ta sẽ có chiến lược hành động như thế, để làm sao nếu như mà thị trường không đi theo kịch bản 1 thì chúng ta vẫn có kịch bản 2. Bởi vì mình có thấy có rất nhiều anh chị và bạn nhà đầu tư chỉ view thị trường theo một hướng thôi, và khi mà thị trường không đi theo cái hướng của mình view thì rất dễ là mọi người sẽ có cái chiến lược cũng như là có cái hành động sai lệch, bởi vì thị trường không đi theo cái nhận định của mình ấy. Thế nên chúng ta sẽ cần phải tôn trọng thị trường và làm theo những gì mà thị trường thể hiện cho chúng ta thấy. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đi qua về một số cái mã cổ phiếu mà anh chị nên theo dõi trong thời gian tới. Chẳng hạn như mã cổ phiếu PLX, anh chị và các bạn nên theo dõi, bởi vì đây là cái mã cổ phiếu kênh trên. Tại sao lại nên theo dõi những mã cổ phiếu như PLX này, TNG này và những cái mã cổ phiếu như MVKG? Bởi vì đây đang là những cái mã cổ phiếu thuộc dạng top đầu của thị trường, khi mà cổ phiếu không gọi là không giảm quá mạnh và đang tiệm cận lại cái vùng đỉnh cũ. Khi mà thị trường xấu, thị trường có yếu tố là giảm trong ngắn hạn, nhưng có nhiều mã cổ phiếu gần đỉnh cũ thì sẽ có xác suất cao. Thứ nhất là cổ phiếu sẽ vượt đỉnh và vào sóng luôn. Khi mà những cái cổ phiếu này mà có yếu tố vượt đỉnh xong, test lại đỉnh thành công mà vào sóng thì thị trường sẽ xác nhận tạo đáy thành công. Còn nếu những cái mã cổ phiếu kênh trên mà lên cái vùng kênh trên này mà sau đó không vượt được ấy, thì nó sẽ có yếu tố bull trap. Giống như anh chị nhớ MVKG không? Cũng là mã cổ phiếu rất mạnh ở cái phiên thị trường giảm này, ở cái phiên thị trường giảm. Sau đó thì cổ phiếu lên vài phiên sau đó là giảm mạnh ngược lại. Thì sau khi cổ phiếu MVKG xác nhận tạo bull trap thì thị trường của chúng ta cũng giảm từ quanh 1.300 về đến vùng 1.200, tức là những cái mã cổ phiếu kênh trên ấy mà xác nhận tạo bull trap thì thị trường sẽ gọi là sẽ tiếp tục điều chỉnh nữa. Nên anh chị và các bạn sẽ theo dõi những mã cổ phiếu như MVKG. Nếu như MVKG mà lên đây này, nó xuất hiện những cái phiên đảo chiều này, đó, ví dụ những cái phiên này phiên đảo chiều này anh chị, tạo cặp nến Evening Star ở đỉnh này, thì khi đó cái xác suất thị trường vẫn sẽ rơi nữa là cao. Còn nếu như cổ phiếu MVKG mà lên cái vùng này này mà có cái yếu tố là tích lũy trên cái vùng này này và không thủng gãy cái hỗ trợ 66 này thì thị trường sẽ có sẽ đi theo cái kịch bản tích cực như là mình chia sẻ với anh chị và các bạn, tức là sẽ lên 1.245 sau đó quay về test và test thành công thì sẽ đi lên. Thì đó là cái chia sẻ của mình về xu hướng của thị trường cũng như các mã cổ phiếu. Nếu như anh chị cảm thấy video hay và hữu ích, hãy ủng hộ mình một like video, subscribe kênh để mình có động lực chia sẻ video với mọi người nhé. Anh chị muốn đồng hành với mình trong nhóm khuyến nghị thì có thể inbox cho mình qua Zalo, số điện thoại mình để trên màn hình. Cuối cùng, cho anh chị và các bạn đầu tư thành công.